tổng hợp những khoảnh khắc hài hước của động vật. Cúng cưng thông minh lanh lợi đẩy ghế giúp cụ bà. Chuyện là nhà cậu bé cũng con hiểu chuyện. Thấy bà cụ quét sân mệt mỏi, trên nền nhà sẵn có chiếc ghế nhựa. Cúng con lanh lợi đẩy ghế tới gần chỗ bà cụ để ngồi nghỉ ngơi. Hợp là một chú cúng con thông minh và vô cùng đáng yêu. Nuôi không uổng cơm uổng gạo rồi. Xem clip xong, chắc hẳn ai cũng muốn có một chú cúng con đáng yêu như vậy đúng không nào? Mèo phá bỉnh khi cậu chủ tập thể dục. Sợ cậu chủ tập thể dục thể thao nhiều quá, đẹp trai ra hơn. Ra đường cô gái nào hốt thì thất sủng. Thế là mèo nhà ta tìm cách ngăn cản không cho cậu chủ tập thể dục. Cô mèo tìm mọi cách để phá bỉnh quá trình rèn luyện cơ bắp của cậu chủ. Khi thì ngồi sau lưng không cho gặp bụng. Khi thì nằm xuống bụng không cho hít đất. Cuối cùng để yên ổn mà tập thể dục thì cậu chủ đành phải cõng cô mèo trên vai. Cúng con chạy mất dép vì bị mèo đánh. Cúng con muốn vui đùa làm quen với chị mèo nên đưa tay ra chào. Không may mắn gặp phải chị mèo cọc tính vả cho một phát, làm cúng con sợ hãi bỏ chạy. Còn chú cúng nhỏ đứng gần đó cũng khép nép dõi nhìn, sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Đôi lúc sự thân thiện cần trao cho đúng người, chớ mà dạy dột đi trêu chọc các anh chị lớn, kẻo ăn đòn chạy không kịp đấy nhé. Bạn nghĩ sao về những khoảnh khắc hài hước và đáng yêu của các boss? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức vui nhộn xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.